trong khi tất cả nhà hàng chờ đem tất cả món ăn lên, Christopher xin giới thiệu một cô ca sĩ người Trung Hoa của sự trình bày những nhạc phẩm Trung Hoa để tặng cùng tất cả quý khách. While waiting for the restaurant to serve the food, we have Connie, one of our Chinese singers, who got to do some Chinese song to dedicate to everyone tonight. So please be patient. Don't say hi to me and don't sorry to me. Say hello to the bride and groom, everyone in the restaurant. 恭喜你女新人，祝你百年好合，永结同心愛。 Connie 就嚟遲咗，因為頭先喺出飛嘅時候咧 ，Beach Boulevard 嗰度咧就好塞車，因為今晚有人打，應該係 sport 啊。 We don't care about the traffic. We care about you. I apologize. Anyway, give Connie a big hand before she does a song for us. Thank you very much. Xin quý khách cho Connie một tràng vỗ tay to thật là to. Hôm nay là quay. 大家咧就道歉一声啦，我迟到啦，咁就大家首系自动自觉，咁我自动自觉啦，就同大家讲声对唔住吓，咁条气都未唞到顺，再送俾大家首自动自觉，多谢。
主播嘅飲食，飲食啊，舉高嚟飲。Thank you.
Yes. Now a beautiful breath. Thank you.
Thank you.
拜拜。